Đẹp phải không? Hello, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Rồi, nay tiếp tục đi tìm ông đó cả nhà. Nay đi tìm ông rồi cả nhà. Nay chỉ có em với lại bé đập trai nhân trạch thôi. Chào cả nhà nha. Thì cũng buồn buồn đi vô trong cái đám liễu nè. Đó. Thì với một vài gian pha anh em sử dụng cái chiêu mà đánh hơi đại pháp. Cuối cùng thì mấy em chúc nó là nói lủi lủi ngay tổ ong. nói nói là đánh hơi đại pháp là chó săn cả nhà. Ủa giờ tụi em đi nhiều khi nhìn lại con chó đôi lúc Giống thấy lắm ạ. giống cũng giống nhưng mà buồn cả nhà, đôi lúc mình không bằng chó nữa. Rồi nè, Rồi. nó vui tí xíu thôi cả nhà. Nói chung anh em đi tới đây thì kiếm ông rồi mà gặp ổn mặt thôi nó cũng đã lắm luôn đó, ổn ngay đó đó. Thì để anh em chuẩn bị đồ rồi xong xuôi hết rồi lại em quay cận cảnh ổ luôn cho mọi người cùng xem nha. Thiệt không? Thiệt luôn á, Thiệt thiệt luôn á, luôn nha nha cả nhà. coi mặt đẹp trai ớn không cả nhà đó, đẹp trai nhân trạch à. Rồi chuyển thôi, mình vô nha. khói còn nhiều tí cả nhà thông cảm nha, anh em xài có mở đuốc à, vô còn đã cái bộ mã kia Ừ. Đó, nè cả nhà. Wow. muốn quay chưa. Ủa, rồi. Da đâu mà kiến cắn khắp người. Ồ gồ khói. Thôi. Ồ. Tối hôi luôn rồi cả nhà. Bay luôn rồi. Ba luôn. Này người còn say á. Ờ ổn già luôn rồi, ổn ghê ta. Cái á. Có mặt. Có mặt không? Kiến. Khói. Ôi, tối luôn rồi. Có mặt, chấm voi. Ủa, con tí vậy ta? Chút xíu Gì kỳ á? Này mặt yếu rồi. Xíu rồi cả nhà. Nè, tôi trên đó. Thôi quá thôi. Thôi quá. Cũng mệt xị hơn à. Cái ổ xíu rồi cả nhà. Uống ghê không? Không. Có này cũng hơi ghê, khó nha. Cái bàn này đây nè. Ổ già. Rồi nhà tiến hành cắt thôi. Chết luôn. Lên đây. Chổi qua chổi lại thôi. Ôi khối. Khối kinh không? Hồi nãy thì chê. Nãy trước khi lên không có biết á. Nãy chê bó đuốc. Ổ già. Ổ lộn luôn. Ổ chạy kèo luôn rồi. Mất chạy kèo. Cũng ghê không? Mất chạy kèo. Ổ này được sao? Đợi tới anh Thông xuống chắc có lẽ còn cái nịch sao? Đó, vô tàn được. Ổ này chạy tàn rồi. Bây giờ chỉ cắt cục mặt thôi cả nhà. Thông ơi, có mặt nè anh Thông ơi. Có mặt nha anh Thông ơi. Được không? Được. Ổ này lâu lắm luôn rồi. Sao không ai thấy luôn á ta? Nó chạy kèo đây nè, nhưng mà sẽ để lại nha cả nhà, để cuối tuần sẽ lên nè, đang bơm tàn nè. Đó, nên là giờ chỉ lấy cục mặt thôi. Wow. Không khỏi.
treo lên đây trả nó lại đừng cho nó ăn. Đó. Lấy mặt bỏ tàn lại cái thịt sao thiệt không còn cái này không? Quan trọng anh Thông xuống có còn không á. Sợ anh Thông quá. Thông ơi, có mặt nè anh Thông ơi. Thì không không lớn mà cũng có nha. Chiến sĩ được. Cầm em cái. Đó. Để khởi động cái cho anh em tươi tỉnh rồi chứ. Rồi, hỏi không sửa tàn nhiều nha cả nhà, tại nó chạy tàn rồi. Nên là không có sửa tàn. Không màng nha anh Thông, em chăm voi à. Voi quá chịu anh. Ok. Xuống rồi. Trời, con trái luôn rồi. Trái luôn. Ủa già luôn rồi. Rồi. Rồi cả nhà ơi. Rồi cả nhà. Con măng nè. Đó. Hai sĩ với cả nhà. Đã không? Cả sĩ mấy hai sĩ nha. Quá đã luôn anh Thông ơi anh Thông. Ô anh Thông Long Thành ơi. Anh thấy không anh Thông? Rồi. Rồi anh em đi tiếp rồi xem còn ống nào khác nữa hay không nha. Cả nhà cười bò luôn cả nhà. Ổ ông anh em mới vừa hút xong nãy vừa tắt đuốc giữ đuốc luôn. Có nữa rồi. Cái mỏ đi qua cách cách chừng chắc chừng 5 mét gặp tiếng ổ nữa cả nhà. Rồi. Mới ngộ chứ. Hai ổ kế bên luôn. Nãy là ổ đầu tiên tụi em hốp nằm bên đó. Giờ ngay này ổ nữa. Sát bên luôn. Rồi, giờ để vô quay cho mọi người cùng xem nha. Đây cả nhà ổ. Nè. Ổ không? Thiệt chưa? Đó. Cách nhau bên kia ổ rồi, ổ kia chừng 5 mét vậy. Sợ ông tới luôn á. Sợ ông tới 3 mét ổ. Đang ổ nữa nha cả nhà. Lo đi lo ngó ngó nó, mấy em chút nữa là xong luôn rồi. Cách có hai hàng liễu à. Cách có hai hàng liễu à. Vô vô. Dạ rồi. Đi hướng này để khói nó bừng bên kia. Không được cái ổ. Đưa sát lên đó. Sáng gồm. Đưa sát lên. Đây là cái nhà ui. Rất là đẹp nha. Đưa sát ổ luôn, đưa sát ổ luôn. Đưa sát ổ luôn. Đưa cây cao lên. Đó, qua hướng bên đó đó, qua hướng bên đó đi. Đúng rồi. Mà cái nhà. Rồi, hơi thử ngắn nha. Rồi. Cho khói lên cái. Có tàn rồi, tàn cứng luôn rồi. Có mệt không? Chưa hết. Ồ, có tí mệt à. Ê. Ôi, mới có bầu à. Có bầu à, chưa. Kỹ ta. Chưa có nha cả nhà. Để em coi bầu mệt coi. Ôi, hổ này cũng đi à. Cũng hay. Chưa có nhộng. Hơi khói tí nha là đó. Gò khói. Tôi coi bầu mặt. Không có đuốc này khói kinh luôn á. Lên coi cái bầu mặt coi. Có mặt chưa? Không có hơi khói đi. Ôi, quá khói. Con. Thấy nó có bầu á mà. Cá sĩ mà cá. Rồi. Lỡ hơn rồi với lại cái tàn này nó ngộ quá nó vàng, không biết ông có ở không. Với lại lỡ hơn rồi là nó đi rồi cả nhà ơi. Giờ bắt luôn. Thì bắt luôn.
Đã. Không, không tin nổi luôn á. Kế bên luôn. Nó nhỏ. Nhỏ nè. Trời hơi tối cả nhà thông cảm nha. Tại vì hôm nay trời nó vui muốn mưa á cả nhà. Ổ. Đây vô mùa mưa rồi cả nhà. Mặt nè. Ổ này mặt ngon hơn ổ nãy nữa. Trời. Vậy cũng ăn hai mũi trời. À, lâu lâu hất lên cái thôi được. Không sao đâu. Ủa chịu thôi, tại giờ hơi ra không hốm nó cũng đi cả nha. Mấy ổ tàn non này nó vậy á. Sợ bể hư cùng mặt thôi chứ gì á. Ở đây không có thấy hốt luôn rồi. Đóng kèo nhỏ quá. Đóng kèo gì đâu mà thiệt chứ. Chán. Thiệt còn ngồi lại ở đây. Gắt lên luôn. Hôm nay không có anh Tám với anh Thông không có dắt kèo được. Đúng rồi, anh Tám anh Thông rồi phải dắt kèo này vậy nè. Tám ơi, anh Tám. Ủa mặt nè. Đỡ hơn cả nhà. Bạn nè. Trời ơi, nó không đẩy cam mấy dít luôn rồi. Đó, đã không? À, tiến hình cắt. Ê, quên đúng. Nó để sau lưng mình là được rồi, không sao á. Được để nó nằm tắt. Rồi, cắt thôi. Ổ này chịu thôi, tại vì giờ đường nào nó cũng đi à. Dưỡng lại cũng được. Gần xị mật á, kẻ quá trời luôn. Có lấy kẻ ngâm không? Khỏi coi. Trời, vậy cũng dính nữa. Đánh vô máy. Ừ.
luôn nha cả nhà, chứ tụi em cũng không muốn đâu. Ké là lấy luôn á, lấy ra luôn, lấy ra cho nó sạch ké. Đấy, tụi em mặc tụi em bảo đảm bảo luôn. Nào không thấy sạch sẽ. Thiên ké này nó hơi chua. Lấy sạch vậy. Anh đánh dính kim. Trên gái rồi hả? Chết thông hai luôn. Áo. Ôi, lấy kỹ nha cả nhà. Là cái mặt mình nó để lâu là nó không nhiều chua quá. Thì nó mới mới ngon. Chứ mà không lấy ké thì mình để chừng một tuần lễ là cái ké nó ra là chua. Chua mặt. Khó uống. Nữa hả? Hùng ghê. Rồi, ghê á, ổn rồi đó. Rồi, có lý cho bộ. Sạch rồi cả nhà. Bắt đầu là vô ấy là cho em xịt rau mưa luôn. Mưa hả? Ừ. Ừ ơi. Buồn vậy? Trời ơi. Ủa cắt lẹ. Mưa tới là mình cắt lẹ nha cả nhà. Để nước nó vô không được. Rồi, ok. Rồi. Rồi ra thôi cả nhà ơi. Quá đã. Rồi, tiếp tục cả nhà gặp thêm mẫu thứ ba cả nhà. Nay hai anh em đi từ gặp toàn ổ đực không? Ổ đực không cả nhà. Không tin nổi luôn, nay toàn ổ đực không. Ổ nằm vị trí đó đó. Rồi. Giờ cũng làm nước xong rồi cũng lên kiểm tra thử ổ này coi. Thấy nó không có lắc nè, ổ này chắc tàn cứng rồi. Thấy kèo này cũng kèo đứng nha. Con cây này thấy vậy chứ khó hốt quá cả nhà ơi. Khó chơi á. Khó ăn. Ừ, khó ăn nó đó. Rồi. Giờ thử xem. Rồi. Dây và leo chưa hết ra rồi đó. Gió quá mà. Đây thấy vậy khó hốt ạ. Hả? Không sao đâu. Ổ già. Ổn già, ổn ghê không? Có mệt không? Ủa, khu queo à. Có miếng mệt. Ổn già quá. Để lên coi cái. Thôi. Có. Được có khúc chứ bộ.
đứng đây cắt luôn chứ lên nữa lên được. Tính là anh em gặp năm ổ á, nhưng mà chỉ cắt có 3 ổ thôi, không có cái thế luôn. Ổ mặt bờ mặt tàn luôn. Ngoài tay. Thiệt không? Cái thằng à, thằng à, là ngồi trên hỏi thằng dưới thiệt không? Thằng dưới nói thiệt luôn. Vậy nó mới dữ bộ, bên đây chấm dôi nè. Mà nhiều đại á. Nhiều hơn hai ổ nãy á. Giấu không? Giấu không? Giấu không? Ông nói đại khỉ đầu chó đi. Không dám nha. Cái này tự anh nói. Nói còn mày đặt né né cả nhà. Né chứ. Mặc dù cái bụng mày nghĩ vậy đó. Thôi. Ngon. Ủa chấm vôi đầy chứ bộ. Ừ. Ngon. Thiệt. Rồi. Xong cái này. Xuống. Ê, khói ghê không?